Kính chào quý vị. Một buổi chiều mưa gió, trời tối thui luôn rồi các bạn ạ. Bữa nay trong giàn của tôi nở hoa phải nói là be bét luôn. Chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đấy là vị hoàng. Hiện tại thì trong này tôi đang có 3 chậu vị hoàng rất là đông. Nghĩa là nhiều cây trong một chậu đó các bạn. Tôi sẽ từ từ triển khai để tách chậu. Còn mấy cái chậu này thì không phải là chậu của tôi mà là chậu của mấy người bạn họ gửi ở đây. Chăm dùm, chăm giúp, chăm thuê. Đại loại là như vậy. Thì cứ đến lịch, đến thời điểm là tôi sẽ tách chậu và trồng thành nhiều chậu. Sau khi xong mấy chậu vị hoàng thì tôi sẽ triển khai với những chậu xanh Huế. Ở đây tôi đang có 4 chậu xanh Huế rất là bự, đang nở hoa. 5 chậu chứ, 5 chậu. Nhiều hoa lắm các bạn ạ. Tôi sẽ dành riêng vài clip để quay về hoa xanh Huế và cây xanh Huế sau. Thì hôm nay, buổi chiều nay chắc không nhiều thời gian lắm đâu. Cho nên là tôi sẽ triển khai để xử lý cái chậu này. Chậu vị hoàng. Ở đây đang có một vòi hoa đang nở đây các bạn. Hôm trước thì chậu này tôi đã tách âm. Sau cái quá trình tách âm á, thì bắt đầu nó cũng đẻ tùm lum tài lè ở trong này này. Cây bà này. Cây bà này đẻ ra cây. Đây là cây mẹ. Đây cũng là cây mẹ. Sau khi tôi tách âm thì cây bà này lại đẻ thêm một cây này nữa. Cây này hôm nay hình như lại phòi thêm 2 mầm này. Đó. Rồi cái cây mẹ này tôi cũng tách âm thì hôm nay thì hôm trước nó ra hoa này các bạn. Sau khi nó ra hoa xong ấy thì ở cái mầm hoa lại ra một cái mầm. Ở gốc của cần hoa ra một cái mầm. Cái cây này cũng vậy. Cây này sau khi tách âm thì nó lại đẻ. Tóm lại là tách âm nó rất lợi hại. Và đến thời điểm hiện tại thì hơi muộn rồi. Đáng ra là sau khi tách âm khoảng 2 tháng mình nên rút ra trồng riêng thì hợp lý hơn. Nhưng không sao. Bây giờ mình vẫn cứ sẽ triển khai, bỏ nó xuống thì triển khai. Tách ra làm nhiều chậu. Cái này là cồn 70 độ. Xịt cả hai bàn tay để rửa hai bàn tay thật sạch trước khi xử lý. Chúng ta nên dùng cồn 70 độ. Cồn 90 độ thì hiệu quả thấp hơn cồn 70 độ nhé các bạn. Đố các bạn biết tại sao mà cồn 70 độ tác dụng lại cao hơn cồn 90 độ trong cái việc là diệt khuẩn và xử lý nấm khuẩn đối với lại việc tách chiết cây này đấy. Các bạn thử đoán ở trong mục bình luận nhé. Bây giờ tôi sẽ triển khai tách cái cây này. Mình lắc đã. Cắt đứt hết rễ nha các bạn. Không nên tiếc bộ rễ nha. Những cây này nó cũng già rồi đó, mình tách. Tách cả cây này ra này. Tách cả cây này ra này. Sau khi rút cái cây bà ra, cái chậu nhìn quang đãng hẳn. Đây này các bạn. Cây bà này sau khi tách âm nó đẻ ra một cái cây mẹ nữa. Cái mẹ này lòi ra thêm 3 cái mầm luôn. Thế mới ghê chứ. Chút nữa mình sẽ tỉa hết những cái rễ vớ vẩn này đi nhá. Rồi. Tách âm á, nó lợi hại ở chỗ này này. Tôi ví dụ với các bạn nhé. Nếu không tách âm mà mình tách rời ra luôn. Rút cái cây lên như cây này.
Thì sau khi mà mình trồng, dĩ nhiên cây này nó còn non, cho nên là khi nó đẻ cây mầm lên này, nó cũng hơi hơi vàng lá thôi, chứ chưa đến mức độ rụng lá. Đây, cây này cũng vàng lá này, đẻ ra một mầm này. Nếu mà mình không tách âm thì tôi đảm bảo với các bạn nhé, cái lá này này nó sẽ vàng và nó rụng hết rồi khi mà nó đẻ mầm này. Mình tách âm, mình còn giữ lại nguyên cái bộ rễ, nghĩa là tách rời nó ra, chọn rời nó ra với cây mẹ và cây con của nó. Tách rời với cây mẹ và cây con, đây vết vết tách cũ này các bạn, đây nhá. Nó còn bộ rễ. Cho nên cái bộ rễ này này nuôi nó và nuôi mầm nên nó mới không bị vàng và rụng. Đó. Thành ra mùa khô không phải là cái mùa thuận lợi để cây nó đẻ, thì chúng ta nên tách âm trước khi tách rời. Tôi có làm rất nhiều clip về tách âm rồi đấy. Các bạn mà theo dõi kênh Hoa Lan TV á, các bạn gõ là Nguyễn Ngọc Hà, tách âm lan kiếm. Cắt đứt mất một cái cần hoa này. Cái cần hoa này nó có rễ, cho nên nó sẽ mọc mầm ở trên trong cái cần hoa. Đây, như cái cần hoa này. Phí thật. Rồi, ok, tiếp tục này. Tách cây này trước đi. Nó rời rồi đây các bạn này. Bây giờ chỉ cần cắt đứt rễ xung quanh rồi rút nó lên là xong. Bây giờ xịt cồn vào đây nhá. Xịt cồn vào con dao, xịt cồn vào vết cắt kìa. Xịt thoải mái đi các bạn. Đừng có tiết kiệm cồn quá. Không xịt vào hoa, không xịt vào ngọn và mặt dưới của lá nhá. Xịt cồn mặt dưới của lá này là cháy lá đấy các bạn. Không phải chỗ nào cũng xịt được đâu. Xịt nhiều nhưng xịt đúng chỗ nhé, chứ còn xịt nhiều mà xịt sai chỗ là giống như là người nông dân bọn tôi hay nói là bốc cháo ăn vã đó. Rút một cái cây này ra thực ra lại rất là dễ, cây đẹp tuyệt vời ha các bạn ha. Cây này bây giờ bán tầm 1 triệu, hơn triệu là đơn giản luôn ấy. Các bạn xem này, cái cần hoa nhé, gốc của cần hoa nó có rễ và thế là nó lại đẻ mầm. Cái mầm này là của gốc cần hoa chứ không phải là mầm mọc từ giả hành, cho nên khi mà cây nó ra hoa tôi không bao giờ cắt cụt cái gốc cần hoa đi, tôi vẫn để gốc cần hoa dài khoảng 10 cm, lúc nào cũng vậy. Gốc cần hoa lợi hại lắm đấy các bạn, cực kỳ lợi hại nha. Tiếp tục này, củ này, cái cây con này này, cái con này này, nó là con của cây này. Đây, tôi vừa rút ra này. Đó, ở đây có một cái cần hoa nhá, cần hoa còn rất tươi, vừa nãy nhỡ tay cắt cụt mất, hơi uổng, nhưng không sao, cứ bỏ nó ra đã. Bây giờ cái chậu nó như thế này, theo các bạn nên triển khai như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng ngồi lại và tính toán này. Cái cây kia, cây này này, nó sẽ đẻ 2 mầm. Một cái mầm nó sẽ ở chỗ này. Cái mầm này thì không gian rất là tốt cho nó phát triển đúng không ạ? Không gian rất là ổn, nhưng mà mầm bên này là thua này. Cái cây này này, nó cũng sẽ đẻ 2 mầm. Bên này có thể còn chỗ nhưng bên này là chịu. Cho nên ấy, hai cái cây này theo như ngu ý của tôi ấy là tách ra. Còn cây này các bạn xem này, bộ rễ của nó chắc như đinh đóng cột luôn. Hai cây này thì sao? Cũng vậy, chắc nịch luôn. Chắc như vậy thì có nên tách không? Không nha. Để im cho nó phát triển. Sau này mình cần ấy thì mình thay sang chậu lớn. Bây giờ tách cây này ra thôi. Cắt đứt rễ và làm sao đó để hạn chế bị đứt rễ, cho đứt rễ cây này, hạn chế đứt rễ cây này. Đó, thì bây giờ chỉ đơn giản là sấn xung quanh là xong. Chậu này coi như xong nhé các bạn.
Tí nữa tôi sẽ bón thêm phân vào đây rồi dặm thêm giá thể vào giữa. Còn mấy cái cây này bây giờ tôi mang vào trong kia ngồi làm vậy. Rất sạch sẽ rồi nhé cả nhà. Tất cả những cái rễ già, rễ hư, rễ dập cắt hết đi nhé. Còn những cái rễ còn có thể sống được và rễ tơ, rễ non thì mình để lại một tí thôi. Thực ra thì những cái rễ này cắt hết đi được nhưng rất là uổng, tại vì tôi nghĩ là những cái rễ này nó vẫn còn phân nhánh được. Còn như cái này thì đâu còn cái rễ nào đâu. Như cái này thì những cái rễ này này là rễ của cái giả hành này, được mấy tháng thôi. Tóm lại theo kinh nghiệm của tôi á, là rễ nào mà trên 1 năm tuổi thì cắt bỏ. Sau khi mà cắt xong thì mình rửa sạch đi. Rửa sạch cái gốc đi nhé các bạn. Những cái mùn, những cái bùn đấy, rửa sạch luôn. Bây giờ tôi mang đi rửa đây. Sau khi mà tôi dùng vòi xịt áp suất mạnh, áp suất lớn á, rửa sạch rồi đây các bạn. Rồi, bây giờ như vậy là có thể an tâm trồng lại vào chậu rồi. Giá thể Nijitaki là cái loại giá thể mà hiện tại là tôi dùng 100%. Nói chung cái loại giá thể này thì mình phải có điều kiện mình mới dùng được nha. Ngày trước thì nó chưa có sản xuất, cho nên tôi cũng chưa được tiếp cận đến cái này. Bây giờ người ta sản xuất ra cái Nijitaki này nó rất là hiệu quả trong việc trồng và chăm sóc kiếm cũng như là các loại lan ươm ki. Rất là tốt luôn. Thì mình cứ yên tâm mình dùng thôi. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt. Đây là bao 25 cân nhé các bạn. Không có dùng cái loại này nhé. Cái loại này là phân để tôi bón cho cà phê đấy. 19, 9, 19 này. Phân đó mà bón cho lan là lan nó lăn cho nó chết luôn đấy các bạn. Mình hạn chế hoặc là không nên dùng phân bón cho cây công nghiệp để bón cho lan nha. Bón cũng được nhưng phải hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng thôi, để cho an tâm thì tốt nhất không nên dùng. Đây là cái một trong những cái kho của tôi. Chậu, chậu nhựa thôi các bạn. Phi 25, cao 21. Chậu này ít lỗ nha. Nó rất là chắc chắn và ít lỗ. Đấy, chỉ thế thôi, lỗ ở đáy thôi. Rồi các bạn có thể mua những cái giá thể hay là chậu móc ở dụng cụ cây cảnh.com nhé. Tôi không có bán mấy cái này đâu. Mấy hôm nay thỉnh thoảng có người nhắn tin hỏi tôi nhượng lại cho một ít. Thật sự là tôi mỗi lần tôi mua khoảng 1.000 cái nhưng mà dùng cũng không đủ. Quý vị tự mua nhé. Với lại tôi cũng không có thời gian để đóng hàng này đâu ạ. Hôm trước có người gọi nhắn tin mắng, sao em chảnh thế? Thì thật sự là chả biết phải nói thế nào. Chấp nhận thôi biết sao được. Cũng ngậm đắng nuốt cay thôi. Nijitaki nó là một cái sự phối trộn của đá perlite, gọi là đá bọt biển đấy các bạn. Vỏ thông vụn, dớn vụn và vỏ lạc om. Đây là viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt. Tôi mua ở dụng cụ cây cảnh.com. Cái này làm phân lót nha các bạn.
Đây là phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc 20-10-10 cộng TE. Cái hàng của Hàn Quốc nha các bạn. Thì cái sự kết hợp của 20-10-10 và Ben 01 nó là cặp đôi hoàn hảo đấy. Đây là quá trình đầu tiên giúp cho cây nảy mầm, nảy chồi, mở lá. Tại vì cây này nó cái phân này nó nhiều đạm, 20% đạm. Độ tan của cái phân này là 3 tháng, Ben 01 cũng 3 tháng. Sau 3 tháng thì chúng ta sẽ bón 20-10-10 tiếp hoặc là 15-15-15. Đây này. Đó. 15 đều á. Cũng là phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc. Tôi nhắc lại nhé. Mở lá này, nảy mầm, nảy chồi, phát triển sinh khối thì cây cần nhiều đạm. Cho nên tôi sẽ cho vào đây. Vừa phải thôi. Rồi. Sau đó mình sẽ đổ một lớp New Jitaki lên. Rồi sau đó đặt cái cây lan này lên đây. Sau đó phủ New Jitaki ở xung quanh để cho cây lan nó đứng được. Thì chúng ta cần phải có móc, cắm cái móc vào đây. Tưới thật đẫm nha các bạn. Mình không có bón phân thì mình không cần phải tưới đẫm cũng được. Tưới thế nào cũng được, lớt phớt thôi cũng được. Nhưng mà khi đã bón phân đó, là phải tưới thật đẫm. Tưới cho nước nó chảy ròng ròng lên như vậy này. Nếu mà hệ thống tưới tự động thì phải để cho nước chảy ròng ròng vài phút, 5 đến 10 phút, thậm chí 20 phút. Có nghĩa là từ lúc mà tưới cho đến lúc mà nước chảy ra khỏi chậu, chưa tính nhá. Tính từ lúc nước chảy ra khỏi chậu cho đến lúc kết thúc tưới là khoảng 5 đến 10 phút, thậm chí là 15 phút. Tưới phun sương thì chịu rồi, tưới phun mưa thì mới được các bạn ạ. Mấy hôm trước thì có người hỏi tôi là dạo này anh không dùng sơ dừa để phủ lên trên nữa hay là sao? Thì tôi chia sẻ là bây giờ là mùa mưa suốt luôn, cho nên là không cần. Với lại cái New Jitaki này nó cực kỳ là tốt rồi, cho nên chỉ cần dùng New Jitaki là được. Còn ví dụ như đến mùa khô, nó quá khô đi, thì có thể phủ một lớp sơ dừa bột mỏng mỏng lên trên cũng được. Nói chung á, là dùng giá thể phải tùy vào điều kiện, ngoại cảnh, khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ, tùy vào cây, tùy vào tuổi cây. Nhưng mà nếu mà dùng 100% New Jitaki như vậy thì thật ra không cần dùng sơ dừa cũng được. Nhưng mà New Jitaki này thì hơi đau ví nha các bạn. Xong rồi các bạn, bây giờ lại để cùng cái lô vị hoàng và vàng Tây Ninh mới trồng. Bốn cây kia tôi trồng vào đây này. Các bạn biết tại sao tôi lại trồng vào trong cái chậu bé tẹo tật teo với phủ một lớp sơ dừa bột lên không? Bên trên là phủ một lớp sơ dừa bột, bên trong thì vẫn có Ben 01 đều. Ben 01 và 20-10-10 giống như cái chậu của lúc ban đầu tôi trồng đó. Thực tế thì tôi đang có ý định là trồng như vậy để bán cho nó dễ đó. Bây giờ á, là nếu bán hàng mà đóng một cái chậu như này thì nói thật với các bạn là cực kỳ khó, vô cùng khó, rất là tốn kém luôn. Trồng vào chậu bự nó cũng khó lắm. Mà theo như kế hoạch thì khoảng tầm 3 đến 6 tháng nữa mình sẽ đưa ra thị trường. 3 đến 6 tháng nữa thì cây nó cũng chưa đến nỗi là to đâu. Chưa thể to được hẳn. Và nếu mà 6 đến 7 tháng nữa khách hàng họ lấy
thì mình vẫn có thể là gửi nguyên cái chậu nhỏ nhỏ như vậy cho khách. Để tôi mời quý vị và các bạn đi ra đằng này xem một số những cái chậu nhỏ mà tôi đã trồng. Không cần thiết là phải trồng chậu quá to, chậu nhỏ thôi vẫn có thể thành công nhé các bạn. Đây, chậu này này, ví dụ như chậu này đi, nhỏ thôi, cây cũng rất là đẹp. Đóng một cái chậu như này đi cũng được. Tuy nhiên đối với chậu này nếu mà chưa bán ấy, thì nên thay ra chậu lớn. Rồi, mời quý vị sang đằng này xem một cái chậu khác. Nhỏ thôi. Những cái chậu đằng này này. Đây. Một mẹ một con cũng rất là bự. Hoặc là đây một mẹ hai, một mẹ một con một cháu. Như vậy này. Bản lá cũng rất là bự nha các bạn. Bây giờ chậu này nếu mà chưa bán ấy, thì mình có thể chuyển sang chậu lớn. Cái quan trọng để cho bản lá nó lớn không phải là chậu to hay chậu nhỏ đâu các bạn. Mà ăn nhau ở chỗ là nó có đủ dinh dưỡng hay không, đủ nước hay không, đủ nắng hay không. Chứ không phải là chậu to đâu. Có rất là nhiều những cái cây lan tôi trồng ở những cái chậu chà bá luôn. Chậu rất là bự nhưng mà cây lan lên không có ra cái gì cả, hoặc là lên cũng chậm thôi, cũng nhỏ thôi. Cũng không ăn thua. Thì đấy là một số những cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ là một người làm kinh tế thì có thể áp dụng và triển khai được. Đây, ví dụ như đây đi. Bản lá cũng 5 sen rưỡi, 6 sen này. Chậu cũng chỉ có phi 18 thôi. Cũng đâu có phải là chậu to gì đâu. Đó. Thì các bạn có thể áp dụng để tiết kiệm được cái chi phí trong kinh doanh. Cái nào mình chơi thì mình trồng theo kiểu để chơi. Còn cái nào mà trồng để làm kinh tế, làm bán thì mình nên làm theo kiểu để bán. Còn nếu mà một cái chậu thật là to mà trồng một cây bé tẹo tờ teo vào giữa cái chậu thì thật sự với các bạn là cũng rất là phí, lãng phí. Ví dụ như chậu này này. Lãng phí tiền, lãng phí phân, lãng phí giá thể, lãng phí đủ kiểu. Cả diện tích nữa. Đó thì vài kinh nghiệm nho nhỏ muốn chia sẻ với các bạn. Thì theo như cái lịch tưới của tôi á là 2 ngày tôi tưới một lần. Và 3 tháng thì tôi lại bón Ben 01 và 20-10-10 vào chậu một lần. Đây các bạn này. Ben 01 và 20-10-10. Mình có thể luyện những cái cây mà bản lá từ 1 sen rưỡi nó có thể lên đến 8 sen rưỡi đến 9 sen sau một vài năm. Mình nên trồng lúc ban đầu nên trồng chậu nhỏ, xong rồi rút cả cái bầu ra nhét vào chậu lớn hơn một chút. Sau đó lại rút cả cái bầu ra nhét chậu lớn hơn một chút và cứ như thế. Mình sẽ rút ra và thay chậu dần 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 dần. Không cần thiết là phải ngay từ đầu đã táng nó vào một cái chậu siêu to khổng lồ làm cái gì cả. Rất là lãng phí. Thì vài kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Còn cái chậu này tôi để cho rễ nó khô đi. Những cái vết cắt nó khô đi. Rồi mình sẽ xử lý sau nhé các bạn. Bây giờ mà bón phân vào đấy là nó sót rễ, tại vì rễ nó mới đứt mà. Sẽ bị sót rễ không tốt một chút nào cả. Đấy là theo cái lịch đã giải quyết được chậu vị hoàng. Tiếp theo thì tôi sẽ triển khai với chậu xanh Huế và Phan Chí. Xin được kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Nếu mà quý vị và các bạn có những cái vấn đề gì thắc mắc về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan, về bệnh ở trên lan, hoặc là địa chỉ để mua phân, mua thuốc, mua giá thể, rồi cách dùng phân, vân vân,
thì có thể liên hệ với tôi qua Zalo 0963133117. Đây là số Zalo của tôi, 0963133117. Và hiện tại thì Facebook cũng có một vài cái nick lừa đảo mang tên Nguyễn Ngọc Hà. Đây là nick Facebook Nguyễn Ngọc Hà, là nick của tôi. Cũng có nick Nguyễn Ngọc Hà khác nhưng mà lừa đảo nha các bạn, tôi chỉ dùng một nick Facebook thôi. Facebook thì chủ yếu là chia sẻ về kỹ thuật thôi, chứ không có buôn bán gì. Chủ yếu là bây giờ tôi làm việc trên Zalo vì Zalo nó bảo mật tốt hơn. Ngoài ra thì trên kênh TikTok Hoa Lan TV. Kênh TikTok Hoa Lan TV 113 này là kênh của tôi và anh Kiệm cùng làm nha các bạn. Các bạn có thể là vào trong TikTok và nhấn vào Hoa Lan TV để xem những cái clip của tôi và anh Kiệm cùng triển khai. Thì trên TikTok hiện nay là chúng tôi đang có khoảng gần 500 video clip rồi. Rất nhiều video clip. Và trên TikTok thì là những clip ngắn, chia sẻ xúc tích và ngắn gọn. Và chủ yếu là chia sẻ về hoa và những cây đẹp. Thì nếu mà quý vị và các bạn có những cái thời gian rảnh, có thể là giải trí bằng việc là giúp cho tôi cày view. Đấy. Dĩ nhiên là TikTok thì thực sự với các bạn là nó rất là ngắn, xem cho vui là chính thôi, chứ kinh nghiệm thì vẫn phải là ở trên YouTube. Cuối cùng thì tôi muốn đố các bạn biết đây là cây, đây là hoa của cây kiếm gì ạ? Tôi gợi ý một chút nha, đây hoa này không phải là phan chí. Cây đây. Còn cuối clip thì mời các bạn xem ngắm hoa phan chí một chút. Nói chung chí thì nó vẫn là mãi đỉnh rồi. Trong tứ đại danh kiếm thì chí vẫn luôn luôn là đứng đầu. Không có một cái cây nào vượt mặt được chí cả. Dĩ nhiên mấy cây chí này thì cũng không phải là tôi chia sẻ để tôi bán đâu nha các bạn. Nói chung hiện tại thì nếu các bạn muốn mua chí thì tôi có thể giới thiệu chỗ để các bạn mua thôi, chứ tôi thì chưa có bán. Còn ví dụ như là khi tôi giới thiệu chỗ để mua đó thì các bạn nên tìm hiểu nhé, xong rồi hãy mua. Nhưng mà đừng có hỏi tôi là anh ơi chỗ anh giới thiệu có uy tín không nhé, nghe nó cay gì đâu á.